Chào mừng quý vị đến với chương trình Big Bet, dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Viettel và Ulsan Hyundai trong khuôn khổ bảng F AFC Champions League. Viettel cho thấy những chuẩn bị rất nghiêm túc cho lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục ở cấp độ câu lạc bộ. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã bổ sung vào đội hình Jagonkir Abduminov, tiền vệ 27 tuổi đang là tuyển thủ quốc gia của Uzbekistan, cùng với bộ ba Venachil Kaike, Pedro Paulo, Bruno Matos, kết hợp với dàn nội binh chất lượng có 5 tuyển thủ quốc gia như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Thanh Bình và Hoàng Đức. Về cơ bản, lực lượng của Viettel là khá ổn. Trong suốt gần 2 tháng qua, dù V-League và các giải đấu quốc nội không diễn ra, song Viettel vẫn duy trì tập luyện và có sự chuẩn bị tích cực cho AFC Champions League. Trước giờ lên đường tới Thái Lan, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đặt mục tiêu giành kết quả tốt ở từng trận nhằm làm cơ sở tính toán cho khả năng vượt qua được vòng đấu bảng. Nếu như Viettel chưa từng được trải nghiệm các trận đấu ở AFC Champions League thì đối thủ của họ Ulsan Hyundai là đội bóng đã rất giàu kinh nghiệm ở đấu trường này. Đại diện của K-League đã có 8 lần góp mặt và đăng quang ngôi vô địch vào năm 2012 và 2020. Trong vai trò là nhà đương kim vô địch, Ulsan Hyundai cũng được đánh giá rất cao và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay. Về lực lượng, điểm nhấn trong đội hình Ulsan Hyundai là ba ngoại binh gồm tiền vệ Ravi Buthais, Hà Lan, Vaco, Croatia, tiền đạo Lucas Hinterseer, Áo. Về nội binh, nhà đương kim vô địch AFC Champions League cũng có 5 tuyển thủ quốc gia vừa tham dự vòng loại World Cup 2022. Với lực lượng này, đoàn quân huấn luyện viên Mi-Jung Bo-hong tỏ ra hết sức tự tin và mục tiêu trước mắt là giành ngôi đầu bảng F tại vòng bảng AFC Champions League. Sau đây, mời quý vị khán giả đến với đội hình dự kiến của hai đội trong trận này. Tiếp theo, mời quý vị đến với thông tin về cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình của hai đội. Bên phía Viettel, thủ quân Quý Ngọc Hải vẫn là điểm tựa vững chắc ở hàng phòng ngự và sự dày dạn của trung vệ này giúp toàn đội khắc phục hạn chế về thiếu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Trong khi đó, bên phía Ulsan Hyundai, Chun Hong là cầu thủ chạy cánh trái, đang là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng trong thời gian gần đây. Tiếp theo, mời quý vị đến với kết quả đối đầu và phong độ của hai đội trong thời gian gần đây. Viettel chưa từng đối đầu với Ulsan Hyundai từ trước tới nay. Phong độ của Viettel là tương đối tốt với 4 trận thắng và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Bên kia sân, Ulsan Hyundai cũng đang sở hữu những thống kê tương tự. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Ulsan Hyundai sẽ chấp Viettel 1-1/2. Trong vai trò là nhà đương kim vô địch và sở hữu đội hình chất lượng hơn, Ulsan Hyundai được đánh giá cao hơn Viettel rất nhiều ở trận đấu này. Cùng với đó, nhờ việc được thi đấu rất thường xuyên thời gian qua cũng là điểm khác biệt. Nếu như so với thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chưa thi đấu trận chính thức nào trong gần 7 tuần qua, với tỷ lệ này, lựa chọn Ulsan Hyundai là lựa chọn an toàn. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2-1/2. Hai đội đều sở hữu đội hình có nhân sự khá chất lượng, đặc biệt là sự góp mặt của các ngoại binh đều ở hàng tấn công. Đây là trận đấu mà hàng thủ Viettel cũng sẽ đối diện với rất nhiều thử thách. Và huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có thể đặt niềm tin vào Pedro Paulo, chân sút ngoại ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa giải trước. Với tỷ lệ này, lựa chọn tài là lựa chọn hợp lý. Theo nhận định của Thể thao Văn hóa, Ulsan Hyundai sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.